Xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh Kỷ Niệm Vô Giá nha. Chúc mọi người một ngày mới thật là thành công và nhiều sức khỏe nha. Mình thấy những người phụ nữ đi rửa bát này lúc nào cũng phải đeo bao tay các kiểu nha, để tránh nó hư cái bao cái tay đẹp của mình nha. Bởi vì như con trai cũng vậy, nước rửa chén xà bông ấy, mình rửa nhiều nó sẽ ăn mòn tay. Hôm nay mình sẽ thiết kế một món để cho mọi người rửa nó đỡ bị ăn mòn tay nha. Mình sẽ chuẩn bị một cái chai nha. Đó, giờ mình sẽ cắt ra. Đặt cái chai này nha. Cho bụng nó mình cắt ra. Chai nước ngọt loại nào cũng được nha. Mình cắt ra. Đó, cái này vứt đi, nói cái này thôi nha. Rồi sẽ vặn cái nắp này ra. Mọi người đục cho mình một cái lỗ nha, mọi người chuẩn bị nến quẹt để mọi người đục cái lỗ cỡ này nha. Đây là mình đục bằng cây này. Đó, một lỗ như vậy thôi. Nó to hơn tí cũng được tùy mọi người nha. Đó mọi người, đây là cái búi rửa chén này. Rồi mình sẽ chuẩn bị thêm một sợi thun nữa. Mình sẽ cột vào giữa cái búi rửa chén hai vòng cho nó cứng nha. Đó. Rồi mình sẽ cho cái sợi thun này đưa lên khoáng này trước nha. À, hơi khó để lấy này. Mình xem thử nó vừa chưa. Nó chắc hơi bé, phải đục cho nó to hơn tí nữa. Nó dễ chu sợi thun ra nha. Mình sẽ đốt cho nó to cái lỗ này ra để đút cho nó dễ qua nha. Đấy, mọi người có thể dùng bằng cái đinh cũng được nha. Nhớ cẩn thận đừng có để nó bỏng nha. Rất là nóng, mọi người cẩn thận. Mình dùi vào cho cái lỗ nó bự bự hơn tí. Để tí mình xỏ cái sợi dây thun ở đây cho nó dễ nha. Đấy. Cái này là làm cho mọi người đỡ phải đeo vào tay, rồi đỡ bị ăn mòn tay mà lại sạch sẽ, tiện dụng nữa. Đục nó bự bự tí, nhét cho nó dễ. Mình sẽ cho sợi thun mình chui lên đây. Móc một tay vào lỗ trên này nha. Mình cho chui sợi thun lên trên. Tay mình hơi to thì nó hơi trơn. Tay mọi người nhỏ chắc dễ làm hơn. Tay mình bự nhé. Mình vào đây nó cũng khó hơn so với những người tay nhỏ. Mình sẽ móc cái đầu này vào. Đó, nó vào bằng lòng lỗ tay này. Cho nó dài thật dài ra cho dễ này. Tay không thuận nhá, tay phải mình mới thuận mà không thuận tay trái. Nên nó khó làm. Mình móc lên. Không phải là cái này đi cho dễ này. Mình nối một vòng trước thôi. Để cái sợi thun nó dài này mình dễ kéo lên này. Chứ hai vòng nó hơi ngắn. Rồi nó chặt, nó sợi thun rất là chặt. Tay mình lại bự này. Nó lúc lấy lên nó hơi khó. Và mọi người sẽ luồn cái đầu sợi thun này chui vào cái lỗ này nha. Vô cái nắp này. Rồi vặn vặn tí cho nó nhỏ đầu lại cho nó dễ vào. Đó, nó chui tọt xuống đây. Đó. Rồi đậy nắp ra lại như bình thường nhé. Đây, đậy nắp ra lại. Đó. Rồi khi nào mọi người rửa tay ấy, mọi người móc cái tay vào cái này. Sau cần đây mọi người rửa nồi, rửa chén này. Đó, nó không bị dơ tay. Còn này khi nào
không ngắn mọi người có thể kéo cho nó dài ra nha, bởi dây thun mà dễ nở đó. Mọi người rửa nó sạch xong, ví dụ mọi người rửa xong gì nó có cái cây treo đồ vào ấy đấy, mọi người treo vào nước nó sẽ tự chảy xuống dưới luôn đấy, rất là sạch sẽ và đẹp nha. Đó, cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết video làm mẹo của mình nha. Mọi người thấy video mình hấp dẫn thì cho mình lượt like và đăng ký kênh nha. À, cách làm gì thú vị hơn thì thể bình luận dưới mình sẽ thử nha. Xin chào mọi người trong video mới nhất nha.